Diễn tâm lý khá phức tạp. Liệu Huỳnh Bá Thanh có thuyết phục được ban giám khảo hay không? Nó phải đáng chết. Nhưng mà Lan có thai là con của tao chứ con của mày đó. Như vậy cần phải đáng chết hơn. Tao đã phụ nữ có chồng rồi mà khoai đường nhìn trai chi? Bởi vì tao là thiên sứ. Tao là thiên sứ. Nhưng mà không có được đâu. Mày giết người mày ở tù đó, mày biết hay không? Mày nhu nhược quá. Tao giết chết mày đây. Trời ơi. Ok. Cảm ơn bạn Quỳnh Bá Thanh. Dạ. Bạn có học qua trường lớp gì không? Chưa học qua trường lớp ạ. Chưa học qua trường lớp hả? Dạ. Bạn làm nghề gì? Em hiện tại làm nhân viên kinh doanh. Em thể hiện cái hình thể cũng khá tốt. Biết tận dụng cái hình thể của mình để nó giúp cho cái tâm lý bên trong của em. Riêng em khi mà được nổi tiếng giống như chị Thu Trang bây giờ thì chắc chắn phải trải qua một cái rèn luyện trau dồi kỹ thuật rất là tốt mới được như vậy. Lúc trước em đọc bài báo về chị Thu Trang thì em cảm thấy là em rất thích chị Thu Trang ở chỗ là nhẫn nhịn rèn luyện đợi chờ đến ngày nào mà mình tỏa sáng ạ. Đúng rồi, đúng với chị á, chị gọi trước lại nha. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn ạ. Em có thể nắm tay chị Thu Trang được không? Ơi được em. Trời cái này chị khoái rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn. Rồi chúc mừng bạn. Dạ cảm ơn thầy. Rồi. Chào bạn vòng trong nhé. Dạ.